Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận tập cần DeFi F7 nha bạn. Thì chương trình này góp này nó có giới hạn cho 4.000 người nha bạn. Có tổng phần thưởng là có 2.000 tập cần DeFi 7 nha bạn. Thì ăn chia đó các bạn. 4.000 người khoảng người nhiêu đó. Mình không biết luôn các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn vào follow Twitter của các bạn. Hiện tại có 280 mấy người các bạn tham gia, nên các bạn chương trình này gấp các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow và retweet tan 5 người bạn vào nha các bạn. Bạn nhấp vào con nhấp vào các bạn like và bây giờ dẫn cho retweet nha các bạn. Hiện tại có mấy trăm người nha các bạn, còn 1.000 mấy slot nữa các bạn. Ở cộng MMO, ở cộng Minh chứ quan tâm 10 bạn gì. Rồi tiếp tục ở cộng tuôn ngũ thu ở cộng Lê Du 3 ở cộng ghi cộng tuôn. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn. Sau khi tự quyết xong thì các bạn mở Twitter của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nha bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn copy cái link này cho mình nha bạn. Đó, bây giờ chia sẻ nè, các bạn sẽ chép hay rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào cái link tweet tweet 1 nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn tweet link thứ 2 nè các bạn. Thì các bạn cũng like và chích dẫn cho tweet nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn cũng add 5 người bạn như hồi nãy vào các bạn. A cộng Minh A cộng Vũ Phu cộng 1 2 3 4 ở cộng tuôn bạn chút xíu nha bạn. Ở cộng gì nè các bạn, lưu ý các bạn tăng những người bạn nào thì thường xuyên thì các bạn tăng những người bạn đó các bạn. Các bạn tự quyết loạn xạ là nó phá Twitter sẽ phá hạt các bạn nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng mở Twitter mình ra nè các bạn. Bây giờ mình nhấp vào ba bên cùng nè, nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Cái này là chắc ăn 100% đó các bạn, các bạn nên làm các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái bài tweet 2 nè các bạn. Bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi bạn mở link form này ra nè. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Ta. Dán vào link tweet 2 nè các bạn. Tiếp tục chùm đầu thì các bạn điền username Twitter của các bạn nha các bạn. Thì Twitter thì các bạn cũng mở Twitter của mình ra nha các bạn. Bạn nhấp vào qua với gọi cùng nè. Thì các bạn sẽ thấy cái username mình nằm chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho form các bạn. À còn MMO của anh. Đúng rồi, à còn MMO của anh. Twitter cho chính xác các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của bạn. Các bạn vào ba cho bên cùng vào setting thì sẽ thấy username Telegram của tất cả các bạn thấy không ạ. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BC được bạn, thì các bạn dùng địa chỉ với chút wallet nha bạn. Con này trong chương trình bán hàng free sale các bạn. Các
bạn mới xuất ra thì các bạn copy địa chỉ smartchain.bnb nè bạn, hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ tắt trên YouTube của đất các bạn, rồi các bạn chờ trở lại nè. Bạn bắt từ đây nha các bạn. Mình đụng lộn mà các bạn ơi. Rồi bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi bạn kiểm tra lên nha các bạn. Twitter thì bạn follow nha bạn. Thì hiện tại mình vào follow của bạn coi thì có hiện tại có 292 slot rồi bạn. Còn tới một thằng máy nữa nha các bạn. Rồi bạn chỉ việc bấm gỡ thôi nha các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn tham gia chương trình này góp nhận thúc cần DeFi 7 đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.